Kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chuyện cùng bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù viêm não và viêm màng não là những bệnh lý hết sức nghiêm trọng, có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của trẻ, nhưng cũng không có nghĩa là trẻ mắc bệnh thì đã hết hy vọng. Ngược lại, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chúng ta sẽ giảm thiểu được đáng kể những ảnh hưởng của bệnh đến trẻ. Để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về các phương pháp điều trị và cách chăm sóc trẻ bị viêm não, viêm màng não, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Phí Xuân Thi đến từ khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trước tiên, rất cảm ơn bác sĩ Phí Xuân Thi đã tham gia đồng hành cùng với chương trình. Và cũng xin lưu ý là quý vị khán giả có thể xem lại chương trình, đặt câu hỏi tư vấn tại fanpage Sức khỏe Quảng Ninh và địa chỉ email chuyencungbacsi.qmg@gmail.com. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, xin mời quý vị theo dõi clip ngắn ngay sau đây để tìm hiểu về tình hình điều trị bệnh viêm não cũng như viêm màng não tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thời gian gần đây. Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, các bệnh nhi sau khi được chẩn đoán mắc các chứng bệnh viêm não và viêm màng não sẽ được đưa thẳng đến khoa hồi sức cấp cứu để điều trị tích cực. Do đa phần các chứng bệnh này chưa có thuốc đặc trị nên việc chữa bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng và hỗ trợ phục hồi. Nếu như bệnh nhi đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, tình hình ổn định hơn thì sẽ được chuyển về các khoa khác để điều trị phục hồi. Thời gian nằm viện có thể kéo dài từ 10 ngày đến 3 tuần, song cũng có trường hợp nặng, các bé phải nằm viện hàng tháng. Ở một số bệnh nhi có thể trạng yếu, các chứng viêm não, viêm màng não có thể diễn tiến rất nhanh. Các biện pháp điều trị và thuốc men chưa kịp phát huy tác dụng thì tình trạng não đã chuyển xấu, dẫn tới tử vong hoặc để lại những di chứng hết sức nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến thể chất và trí tuệ của trẻ. Vấn đề về điều trị viêm não màng não thì thể nhẹ, như là trẻ có bị sốt hoặc là nôn hoặc là co giật ít và tinh thần vẫn tốt, thông thường là biểu hiện thì điều trị thì nó có thể khỏi và ít để lại di chứng. Tuy nhiên, đối với những trường hợp mà biểu hiện thể nặng hoặc là thể tối cấp thì tỷ lệ tử vong khá là cao, và nếu mà điều trị khỏi thông thường cũng để lại những di chứng nặng này cho trẻ. Vâng, thưa bác sĩ, qua theo dõi clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng hầu hết các chứng viêm não và viêm màng não đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chủ yếu là điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ. Vậy xin bác sĩ cho biết các nguyên tắc cơ bản của việc điều trị viêm não và viêm màng não là gì? Vâng, cái nguyên tắc cơ bản trong cái vấn đề điều trị nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương nói chung thì nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải điều trị nguyên nhân. Ví dụ như là nguyên nhân mà do các vấn đề của vi khuẩn gây ra thì chúng ta phải dùng kháng sinh. Vì dùng kháng sinh sớm thì kháng sinh có thể tác dụng lên các cái nhóm vi khuẩn đó thì liên quan tới vấn đề tiên lượng của bệnh nhân rất là tốt. Cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta có thể để điều trị hỗ trợ các triệu chứng và điều trị nâng đỡ. Hỗ trợ ví dụ như bệnh nhân sốt, chúng ta có thể sử dụng thuốc hạ sốt. Nhưng nhóm bệnh nhân mà có những triệu chứng nặng thì chúng ta phải nhập bệnh viện hoặc là nhập các cái khoa hồi sức để được chăm sóc tích cực, hỗ trợ bệnh nhân về các vấn đề về hô hấp, hỗ trợ các vấn đề về tim mạch, lọc máu để cấp cứu cho bệnh nhân. Đối với những triệu chứng bệnh nhẹ thông thường thì chúng ta có thể nằm điều trị tại khoa phòng thông thường và chăm sóc một cách rất là cơ bản thôi. Tùy theo từng bệnh nhân mà mức độ bệnh nặng như thế nào, triệu chứng làm sao mà chúng ta sẽ có những cái chiến lược điều trị rất cụ thể trên bệnh nhân đó. Vâng, như vậy việc điều trị hai căn bệnh này khá là phức tạp, đòi hỏi cần phải có nhiều biện pháp đúng không ạ? Xin hỏi bác sĩ, đối với việc điều trị bệnh viêm não ở trẻ em thì những vấn đề gì là quan trọng nhất và vì sao? Đầu tiên là chúng ta phải chuẩn đoán được viêm não. Cái thứ hai là chúng ta phải hướng đến cái nhóm tác nhân nào. Nếu là tác nhân do virus thì chúng ta có thể, virus thì thường diễn biến bệnh nó sẽ không cấp tính mà cũng không rầm rộ, và triệu chứng đa phần em bé nó sẽ tự thoái lui và tự khỏi bệnh trong khoảng thời gian ngắn. Còn những triệu chứng mà viêm não mà do vi khuẩn thì buộc lòng chúng ta phải điều trị bằng kháng sinh. Và những cái triệu chứng mà thông thường thì cái quan trọng nhất chúng ta đó là phải theo dõi thật là sát bệnh nhân để tìm những cái vấn đề mà di chứng có thể xảy ra trên bệnh nhân để chúng ta có những cái biện pháp để khắc phục. Ví dụ như các cái vấn đề liên quan tới nhận thức thì chúng ta phải theo dõi một thời gian dài mới đánh giá được các vấn đề nhận thức của trẻ, hoặc các vấn đề liên quan tới động kinh, hoặc các vấn đề liên quan tới ví dụ như là em bé nó thiếu hụt các vấn đề về vận động, yếu liệt các thứ, thì hoàn toàn chúng ta phải có những cái chuyên khoa khác kết hợp thêm vào để chúng ta phục hồi lại các cái vấn đề chức năng cho trẻ. Còn đối với các chứng viêm màng não thì sao thưa bác sĩ? Trong quá trình điều trị thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề cơ bản nào? Về các vấn đề về viêm màng não thì viêm màng não thì đa phần các tác nhân nó thường là do vi khuẩn. Nên cái chuyện đầu tiên chúng ta phải dùng kháng sinh sớm để hạn chế các vấn đề về di chứng của trẻ. Chúng ta vẫn phải theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, theo dõi các vấn đề diễn biến triệu chứng hàng ngày, và đặc biệt là chúng ta đối với các bệnh lý về nhiễm trùng thì chúng ta phải đảm bảo cái nhu cầu về dinh dưỡng.
Vâng, rõ ràng là để điều trị thành công các ca bệnh viêm não hay viêm màng não, các bác sĩ sẽ phải rất vất vả. Tuy vậy, khi bệnh nhi có thể phục hồi tốt và quay trở lại với cuộc sống bình thường, thì đó sẽ là niềm vui không gì có thể so sánh được. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một trường hợp như thế qua những hình ảnh mà chúng tôi vừa ghi nhận. Hôm nay, mẹ con chị Phạm Thị Trung sẽ được ra viện sau 2 tuần cháu Nguyễn Công Ngôn, con trai chị, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Bé Ngôn vốn là đứa trẻ sinh non, ra đời khi mới được 32 tuần tuổi với trọng lượng 1,2 kg. Chưa đầy 4 tháng tuổi, cháu đã mắc viêm não kết hợp với viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết nên gia đình và bác sĩ đều hết sức lo lắng. Nhưng may mắn đã mỉm cười khi cơ thể bé đáp ứng tốt với các liệu pháp điều trị. Dưới sự theo dõi sát sao, chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, đến nay tình trạng sức khỏe của bé đã hoàn toàn ổn định, trọng lượng đạt khoảng 4,4 kg và có thể ăn uống bình thường. Với chị Phạm Thị Trung, đây thực sự là một phép màu. Lúc mình thích nhá, vui vì nhờ bác sĩ cứu chữa nên là con của mình nên là khỏe mạnh như vậy. Vâng, vừa rồi quả là những hình ảnh mà khiến chúng ta thêm xúc động và lạc quan hơn về tương lai của những trẻ em không may khi bị mắc bệnh viêm não hoặc là viêm màng não. Câu hỏi tiếp theo xin được hỏi bác sĩ Phi Xuân Thi là bên cạnh các biện pháp điều trị nội khoa tích cực thì việc đảm bảo một chế độ chăm sóc và dinh dưỡng cũng đóng vai trò hết sức quan trọng đúng không ạ? Vâng, dinh dưỡng thì là một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Đối với nhóm bệnh nhân mà sử dụng đường tiêu hóa bình thường, bệnh nhân không có vấn đề gì về ăn uống, thì chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân ăn uống một cách rất là bình thường, dinh dưỡng đầy đủ. Chúng ta có thể ăn thêm những cái đồ ăn dễ tiêu, ăn thêm trái cây hoa quả, uống thêm nước điện giải hoặc là nước ép trái cây. Ta có thể bổ sung các cái vấn đề vitamin khác đi kèm theo để hỗ trợ thêm các vấn đề về miễn dịch cho trẻ. Còn những cái trường hợp mà đôi khi bệnh nhân đường tiêu hóa vẫn sử dụng được nhưng mà bệnh nhân lại có những cái triệu chứng liên quan tới nôn ói nhiều, thì trong trường hợp đó có thể các bác sĩ phải sử dụng thêm một ít thuốc liên quan tới chống nôn, đặt thêm xông dạ dày, bơm sữa hoặc là bơm cháo hoặc là những cái thực phẩm lỏng. Còn đối với những nhóm mà bệnh nhân nặng, những bệnh nhân mà hôn mê, những bệnh nhân mà có chống chỉ định nuôi dưỡng bằng đường tiêu hóa thông thường thì chúng tôi phải nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Tùy thuộc vào từng cân nặng của trẻ để mình sao mình cân bằng được giữa cái lượng dịch vào và cái năng lượng của bệnh nhân để làm sao bệnh nhân đạt được cái năng lượng tối đa mà vẫn đảm bảo được các chuyện liên quan tới điều trị của mình. Chúng ta biết rằng bệnh viêm não và viêm màng não có thể để lại những di chứng rất là nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ vận động hoặc là thần kinh của trẻ. Xin hỏi bác sĩ, để hạn chế những di chứng đó thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Vâng, để hạn chế các vấn đề liên quan tới di chứng thì việc đầu tiên chúng ta là phải cần phải được chẩn đoán sớm. Ví dụ như là do vi khuẩn, sử dụng kháng sinh sớm là một trong những cái mà có thể làm giảm các vấn đề về biến chứng hoặc là những cái di chứng sau này cho trẻ. Cái thứ hai là chẩn đoán sớm thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị cụ thể, chúng ta hạn chế được cái tình trạng bệnh tiến triển. Ngoài ra ta có thể thăm khám hàng ngày, phát hiện các vấn đề liên quan tới yếu liệt dây thần kinh, yếu liệt vận động thì chúng ta hoàn toàn có thể mời thêm các cái chuyên khoa liên quan tới phục hồi chức năng lên tập sớm cho trẻ, thì đó cũng là một cái cách mà hồi phục sớm các vấn đề về vận động cho trẻ. Vừa rồi thì bác sĩ đã đề cập đến các biện pháp chăm sóc đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ trong suốt quá trình điều trị bệnh viêm não và viêm màng não. Vậy sau khi trẻ xuất viện thì các bác sĩ thường căn dặn người nhà bệnh nhân như thế nào về chế độ chăm sóc cũng như là sinh hoạt để trẻ phục hồi tốt nhất ạ? Vâng, thì đầu tiên đối với các em bé mà sau khi được xuất viện thì là trong cái thời gian sau đó là những cái giai đoạn mà hồi phục và chúng ta phải theo dõi. Thì thứ nhất là các vấn đề về dinh dưỡng thì chúng ta vẫn phải đảm bảo là nguyên tắc là đầy đủ dinh dưỡng, làm sao để cho em bé nó ăn thêm được, khỏe hơn, bổ sung thêm những cái vấn đề vi chất cần thiết đối với trẻ. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta khi mà sau khi chúng ta về thì chúng ta cũng phải giảm thiểu các cái nguy cơ mà tái nhiễm trùng lại hoặc là các cái tác nhân nhiễm trùng khác, thì bằng cách là vệ sinh rồi tay chân, môi trường, rồi kể cả đồ ăn thức uống chúng ta cũng phải kiểm soát tất cả các đường vào chặt chẽ cho trẻ. Cái tiếp theo là chúng tôi sẽ phải dặn bệnh nhân về nhà theo dõi các vấn đề về phát triển của trẻ. Nếu mà em bé nó bị thiếu hụt các vấn đề liên quan tới phát triển đó thì chúng ta phải đưa em bé đến lại cơ sở y tế để các bác sĩ đánh giá và có những cái biện pháp điều trị phục hồi cho trẻ. Ngay sau đây mời quý vị khán giả đến với mục góc chuyên gia để tìm hiểu về một số động tác phục hồi chức năng vận động cho trẻ bị viêm não, viêm màng não do kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hướng dẫn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chị các bài tập
giúp cho con cải thiện chức năng về vận động của con. Thứ nhất là các bài tập về thụ động ở chân, hai là các bài tập thụ động ở tay, và thứ ba là các bài tập về tạo thuận ngồi dậy cho con. Đó là những bài tập mà chính để giúp cho con khỏe mạnh lên, tăng cường sức khỏe lên sau những cái di chứng về những cái tổn thương não. Thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn cho chị các bài tập ở chân. Bài tập ở chân, đưa chân lên này, mình phải cố gắng giữ một chân nhé, đưa chân lên với chân xuống, chân bên cạnh tương tự như thế, đưa lên đưa xuống. Đối với chân thì mình sẽ tập theo khớp, với khớp hông thì gập duỗi như này, và một động tác nữa đó là gập duỗi xoay. Tiếp theo là mình sẽ tập đến khớp cổ chân, gập duỗi khớp cổ chân cho con. Còn đối với tập thụ động ở tay thì sẽ có một số các động tác sau: gập duỗi khớp vai nhé, một tay mình cố định chắc ở khớp vai, một tay thì mình sẽ giữ vùng tay con. Đây là gập duỗi khớp khuỷu, gập duỗi khớp cổ tay, sẽ cố định tay vùng tay con. Tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn cho chị cách tạo thuận ngồi dậy cho con. Một tay mình cố định ở vùng khớp hông đùi của con, tay thì ở giữ vùng vai con nhé. Mình sẽ ngả người con nghiêng về phía trước. Các cái động tác này thì mình sẽ cố chỉ trợ giúp cho con thôi, còn hầu hết sẽ để cho con làm là nhiều. Nếu mà con không dậy được thì mình có thể trợ giúp cho con một chút nhé. Còn ngoài cái tạo thuận ngồi dậy như này thì sẽ hướng cho con, định hướng cho con nằm trên những cái gối như này, để con tạo thuận mình có tư thế ngồi dậy sẽ dễ hơn. Vừa chơi với con vừa để cho con chống tay khỏe lên nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, do tính chất cấp tính và nghiêm trọng của bệnh viêm não và viêm màng não, chúng ta cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ nhỏ, nhất là khi trẻ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng nghi ngờ mắc hai căn bệnh này, thì cần đưa tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt để các bác sĩ chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu tới thể chất và trí tuệ của em bé. Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa trân trọng cảm ơn bác sĩ Phí Xuân Thi đã đem tới cho quý vị khán giả những thông tin hết sức là hữu ích. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.